Ba con rồng xin chào tất cả các bạn. Bạn đã từng nhìn thấy con ốc mượn hồn nào trắng tinh như thế này chưa? Bạn có muốn sở hữu một con như vậy không? Lúc mới tập nuôi ốc thì mình cũng thích loại ốc màu trắng này lắm, nên mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn giống mình. Nhưng mà chúng có đáng nuôi không? Đáng để chúng ta phải bỏ công tìm kiếm không hả các bạn? Hôm nay mình xin phép chia sẻ đôi chút về những cảm nhận khi sở hữu những con ốc mượn hồn đó nha. Đầu tiên mình xin nói sơ về loài ốc này. Thường thì những con ốc màu trắng là những con ốc thuộc loài Rugu, và màu trắng của nó là trắng đục như sữa vậy đó. Hay các bạn ví von là trắng như ngọc trinh cũng được. Rugu có rất nhiều màu sắc, mỗi màu đều có một nét đẹp riêng. Ví dụ như màu xanh thì nhìn như những bông hoa đậu biếc, màu đỏ thì nhìn như những con tôm luộc, và màu trắng thì toát lên vẻ đẹp của sự thuần khiết. Thực sự là ốc màu trắng nó có một sức hút rất lớn với mình luôn đó các bạn. Màu này mình thấy là đặc biệt nhất trong các màu albino. Màu đỏ cũng có nhiều người thích, nhưng màu đỏ dễ tìm hơn màu trắng rất nhiều. Mình sẽ cho các bạn xem thử hai con ốc này. Các bạn quan sát nha. Các bạn có nhận xét gì sau khi xem không? Các bạn có đoán được đây thực ra là của cùng một con ốc không? Hình ảnh bên trái là lúc mới mua về vào tháng 6 năm 2020. Còn hình ảnh bên phải là mới quay vào tháng 5 năm 2021. Rõ ràng là nó đã chuyển thành màu xám đen rồi đúng không? Có thể nói đây là nhược điểm lớn nhất của những con ốc màu trắng. Điều mà chắc chắn là không có người nuôi ốc nào muốn. Chúng sẽ không đen hoàn toàn, mà đen đen, trắng trắng, rất nham nhở. Nhìn không còn tinh khiết như lúc mới mua về nữa. Lúc đầu chúng chỉ xuất hiện vài đốm đen trên cơ thể thôi, nhưng càng lúc càng nhiều lên. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ mất vài tháng chứ không phải mới mua hôm trước, hôm sau đổi màu liền đâu. Nên là các bạn cũng có thời gian để mà nhìn ngắm màu trắng hấp dẫn của chúng. Mình đã từng sở hữu nhiều con ốc màu trắng rồi, tất cả đều bị mất màu hết. Mình nghĩ là nếu như khi tới shop, các bạn vô tình nhìn thấy những con ốc màu trắng thì mua về nuôi cũng được, vì giá của nó cũng được tính như là albino rugu thôi. Còn nếu như các bạn cố tình lặn lội khắp nơi chỉ để tìm một con ốc màu trắng thì mình nghĩ là không nên đâu, vì như vậy không đáng. Đâu phải chúng giữ được màu đó hoài đâu mà chúng ta phải bỏ công bỏ sức ra để đi tìm chứ. Việc bạn tìm được một con ốc mượn hồn màu trắng hoàn toàn từ đầu đến chân là khó xảy ra lắm. Thế nào chúng cũng sẽ có vài điểm đen hoặc là vàng trên cơ thể thôi. Chậm nhất là 6 tháng sự đổi màu sẽ diễn ra. Lúc đó các bạn sẽ không còn nhận ra con ốc của mình nữa. Sự thay đổi dễ thấy nhất là sau khi ốc lột xác. Chăm sóc ốc màu trắng cũng y như những con ốc khác thôi. Để giữ được màu trắng thì mới khó, còn nuôi cho chúng sống thì bình thường thôi. Vì không dễ gì bạn có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho ốc chỉ với những loại thực phẩm có màu trắng. Nếu bạn chỉ cho ốc ăn cơm nguội, cơm dừa, lòng trắng trứng thì khả năng ốc bị thiếu chất là rất cao. Vì trong tự nhiên ốc tự biết phải ăn gì, chúng biết chúng thiếu cái gì và chúng sẽ tự bổ sung cho mình món đó. Còn trong môi trường nuôi nhốt, chúng ta chỉ đoán thôi, chứ không biết chính xác chúng đang thiếu gì đâu. Sau khi xem video này bạn thấy sao? Có còn hứng thú với ốc màu trắng nữa không? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nha. Mình cũng có vài con,
mà chủ yếu là do vô tình nhìn thấy nên mua thôi. Mình xin phép dừng video tại đây. Nhớ bấm đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Mình còn rất nhiều video hấp dẫn khác đang chờ các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.